Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Jun VN. Nay mình sẽ chơi tiếp series của Jun siêu anh hùng. Yay, siêu anh hùng. Thì các bạn thấy mình đã có loại skin rồi. Này, đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Hả, à, tập này làm gì hả? Đã phát. Phát. Ok, thì tập này chúng ta sẽ đánh cái con Mozilla. Đánh con Mozilla. Nhưng mà trước khi đánh thì mình sẽ làm thêm đồ mà. Làm cái bộ này là cái bộ Mark 2. Nhưng mà mình thấy cái bộ Mark 2 này còn có thể làm thêm lên một bậc nữa nè. Chúng ta cần có Titanium. Chúng ta coi trong người còn Titanium hay không. Titanium đây, chúng ta có thể gỡ nó ra để lấy titanium. Đây, ấy coi, một cái hai tech, ta còn hai tech không? Ta còn cái này thôi. Cũng tốn khá là nhiều thứ đây. Không biết là có đủ quạnh hay không nữa. Mình cũng chưa rõ mấy nữa. Chúng ta xuống đây chúng ta xem nào. Đây, cũng còn được một ít này. Có cái này nữa này. Rồi chúng ta tranh thủ ai. Nó bảo là cần cái kính hay sao ấy. Chúng ta nào. Kính màu đỏ. Cho coi trong rương còn kính không. Kính nè. Và màu đỏ. Ta cần màu đỏ. Và màu đỏ đâu? Ta không thấy màu đỏ rồi. Màu đỏ đâu rồi? Ta sẽ lấy màu đỏ từ đây. What the fuck, phải đi bay lên trển nữa. Sao ngu người đem không ấy đồ đủ phát bitch. Đây. Vậy hả? Xong rồi vậy hả? Vậy à, ngu người về trước xong rồi mới tới vậy. Ok, vậy hả? Xong rồi vậy hả? Rồi vậy hả? Xong rồi không có cái đầu. Ngu người. Ok, chúng ta xuống dưới nè. Ê. Đâu rồi? Đây. Này đây. Cái đầu. Hai cái kính. Toàn bộ là titanium rắc. Really? Có gì sai? Hai tech titanium plate. À, đúng rồi, không thể tạo trên cái máy này được, mà chúng ta phải tạo trên cái máy này nè. Vô trọng lấy một cái nón của thằng này đi. Lấy cái nón của nó đeo vô đỡ. Đó, đỡ nón đó đi. Để mình có được cái bộ của thằng người máy này mình mới tạo được trên đây. Nó cần tạo trên cái chỗ đập phát này nè. Bitch. Đúng là làm khó người mà. Cái đầu đó rồi. Ủa cái đầu đâu? Đây cái đầu đây, đập phát. Đây. Ngon. Đấy, đỡ vô. Chúng ta đã có được cái bộ giáp nâng cao của bộ Mark 2. Để trả lại cái đầu nguyên thủy cho mày đâu rồi. Nếu mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này là mình để nguyên một cái khu dãy toàn là mấy cái bộ đồ này. Không biết bộ mát 1 rồi có làm được gì không ta. Không, bộ mát 1 chỉ có vậy thôi. Không làm được gì hết á. Đây chỉ là bộ mát 2 mình nâng lên được cái này phải gì. Sao mà cái này nâng lên được nữa thì sao. Chúng ta cần có cái này nữa gì. Coi trong đây còn không. What.
Đây cũng là hên là còn một ít đấy. Mấy cái đồ này cho mình sẽ quăng ở đây đỡ đi. Mấy cái này mình đâu có cần đâu. Mình có được cái Unbreak 5 nè, ngon nè. Unbreak 5 là rất là ngon. Ngon chim. Cái này mình cất vào đi. Để mình không cần dùng kiếm đấm hết. Full mẹ rồi. Nè. À, cái này thì vậy vậy. Ok. Xong cái này bật lên là chúng ta cần phải có attack này nữa hả? Ta cần phải có vàng với cả sắt. Vàng đây. Và sắt đâu? Vàng đây. Đúng rồi, chúng ta có vàng, rất là nhiều vàng. Ta không thể bay lên chảnh được. Thì chúng ta sẽ đi lội bộ thôi. Đi lội bộ lên khu trên đấy. Mình cũng làm đường này cũng ngon, đi là bộ cũng ngon lành, ngon bồn. Này, chúng ta lấy sắt ra. Bập, bập, bập. À, lấy nữa thì bập, bập, bập. Đấy, bập, 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 bập. Ngủ người rồi. Nhiều quá, cái này quăng đi. Quăng đi. Quăng đi. Nhà quăng đi. Ok. Ta làm cái này, cái này, cái này. Đó, ta lượm lại. Làm tiếp. Thì cái thứ này cần nhiều lắm. Bao nhiêu đây chứ là phát không đủ à. Méo đùa đâu. Làm mấy cái người máy nó cần mấy cái này khiếp đảm luôn rồi. Rồi chúng ta xuống dưới nào. Yeah, chà. Không mất máu. Đó là sự tính toán con này. Đang tìm cái này. Chính xác là cái đó đó. Đây nữa nè. Yo. Mình mới thấy cái điện này ở đây nữa. Đây còn một ít nữa này. Ngon. Black color, black color, black wood, black iron. Sắt, ít sắt nữa kìa. Kệ bạn nó đi. Này, giờ chúng ta làm này. Đấy. Xong rồi này. Đấy. Phải không? Phải không? Đúng rồi, sử dụng cái này. Giờ chúng ta cần... Oh shit. Đi xe bơ, đi xe bơ, đi xe bơ, đi xe bơ. Rồi lại đi lên nữa rồi. Xong đi. Chắc mình phải đập mấy cái đồ ở phía trên nó dời xuống dưới luôn đi ha. Chứ cái kiểu này mà cứ đi qua đi lại hoài giết mệt chết luôn. Nè. Lấy lên thôi. Lên. Ừ, ngon. À, một kỹ thuật. Kỹ thuật ngon vô. Thì hiện tại là song song này mình, tại vì mấy bạn thấy mình ít vào cái server Warwick God chơi, thì mình muốn mỗi lần chơi thì mình hãy quay video. Chứ mình không vào chơi khơi khơi được. Mấy bạn hỏi what the fuck, hôm bữa anh mới gặp anh nhiêu đây rồi, giờ anh nhiêu đây rồi. Fuck, anh làm cái đéo mình ngăn vô. Đó lý do tại sao mấy bạn thấy mình ít vào server chơi. Thì mình cũng phải để cho nó như là mình muốn chơi các bạn xem, chứ phải là mình chơi offline. Mình chơi offline cho mình mẹ rồi. Đéo cần như là cái này lười đem xuống. Buồn. Ấy thầy. Ok. Ta đi xuống. Đem hết đống đồ xuống đây. Ngon. Rồi cái chỗ này nè. À, cần lấy một cái cục này ra. Fuck. Rồi ta làm một cái chỗ để đổi quặng đây luôn. Đây quặng này sẽ được diamond. Sẽ đổi thành diamond hết. Gửi đây. Từ diamond chúng ta đổi thành vàng. Đó.
đổi một ít vàng. Xong rồi từ vàng chúng ta đổi thành sắt. Đó. Rồi từ sắt chúng ta đổi thành đá đỏ. Đó, một dãy mình đứng đây mình đổi ra đổi cái xong à, không công luôn buồn. Ok. Đây. Đây này. Đây con mẹ nó rồi. Yes. 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 Ai. À. Tiện ta làm một đống cái này luôn đi. Đó, không có chết đâu sợ. Không có chết đâu. Nữa mình cũng xài tới mấy cái bộ đồ này nó xài khiếp lắm. Nói chung là xài nhiều lắm luôn ấy. Cái bàn gỡ nữa. Cái bàn gỡ chúng ta sẽ lấy len để làm chúng ta có gỗ rồi phải không? Ai đi lấy một ít len xem nào, ở đây có len không? Ai có chỉ với lộn. Làm gì xoắn não hết rồi. 1 2 1 2 1 2. Làm hai cái cung để làm cái dispenser. Ta cần có đá cuội. Lấy cái này đó, đá cuội được này. Cái đâu rồi? Cái chisel. Máy chisel. Đá cuội. Đây. Kiểu này. Để đây. Để đây. Đó. Ngon. Chuẩn rồi. Ta cắt cái này vào đây, cái này thấy chả xài hết. Rồi chúng ta lấy diamond ra. Oh man. Diamond. Đây diamond đây. Oh man. Diamond diamond. Ấy what the fuck? The fuck? Đéo biết bấm gì luôn. Fuck bitch. À em ta coi cái này làm gì phải không? Là hai cái này xong rồi gì hãy gì xong rồi gì nữa em gì sao quên mẹ rồi. Mình phải làm. Mình phải làm cái này. Fuck. Mình làm cái này trước, xong rồi này 1 2 1 2 1 2. Đó. Trời ơi. Thiệt luôn á, đúng thốn luôn ấy. Đâu rồi, dispenser này. Trời mát thốn luôn. Thốn vùn luôn. À. Sao mà làm cái áo nè. Chắc là đủ quặng hay là chơi cái nghịch cái áo đó. Rồi giờ mình cần phải có một cái áo để mồi lửa nữa chứ. Phá. Cho mượn cái đá áo đỡ đi anh này. Áo mặc vô đỡ để phải mặc nguyên một bộ đồ của Iron Man á. What? Cái bộ đồ lai tạp đó không có chịu. Má, đúng cây luôn. Cây gì vậy em cho mượn nguyên bộ luôn đi. Đậu phộng anh. Đậu phộng anh. Cái đầu. Cái quần. Còn cái đôi giày nữa. Cho mượn đỡ đi. Thanh niên này đúng khó chịu luôn nè. Đây. Vậy mới chịu đó. Coi cái thùng đồ của mình đây nè. Nát bấy luôn. Nhìn là biết nó nát rồi. Vàng nè. Ta nói nó nhiều. Nó lười luôn á.
Đây, áo này chúng ta lên sao? Hai cái để hai bên gì? Rồi này gì? Xong rồi này gì? Phải không? Gì hay gì? Xong rồi... cái gì nữa? Này gì? Phải bộ này không ra trời? Đúng rồi, bộ này nè. Nhìn nó u ám vãi. Rồi, làm tiếp tới cái quần xem nào. Cái quần thì dễ làm rồi. Đây. Và cái này để xung quanh. Đây được. Really? Em mày cho anh bố à? Có gì khác không? À. Mình lấy nhầm. Nhắm lầy. Lấy nhầm. Lại phải làm cái thứ này nữa nè. Ble ble ble. Ở phía trên, một đống phía trên, người ta loại bộ lên phía trên thôi. Ấy bay được mà, quên nhỉ. Nó bay được. 1, 2. Ố. 1, 2, ok. Thế đéo nào đã bị gì đéo biết. Xuất. Vô. Ê, làm. Sắc rồi. Bạc nắp cái này xong rồi mới 3 cái à, ôi vãi. Đừng hỏi tại sao nó tốn nhiều như vậy. Tao không muốn trả lời câu hỏi đấy. Tại vì nó tốn nhiều thôi. Ok. Rồi. Đó. Thiêu ra đỏ này chứ. Bitch. Rồi. Sao nữa? Ta làm cái chân nào như vậy and như vậy really. Oh shit, tốn vậy man, đúng tốn luôn ấy. Đây vào các bộ kia không chắc mình để luôn. À, thùng rác nè. Bỏ thùng rác xuống đi. Anh để rác ở đây đi. Nhìn cái này mà thấy nó nát vậy. Là nung để đâu? Là nung để đây đi. Thiệt luôn á. Cái thùng phi này đặt xuống đỡ đi. Chúng ta test thử bộ đồ này cái nào. Ô, bộ đồ này nó có cái giao diện màu đỏ ha. Cơ bay có cao không? À, bộ đồ này có thể thở dưới nước nè. Bay cũng khá cao đấy. Ok, chúng ta xuống thôi. Cao tầm khoảng 200 mấy à. Ngon. Ủa, sao bấm lộn nút đấy? À, chúng ta có thể đi ở dưới nước được. Ngon. Ê, thử enchant cho cái đầu này có thể nhìn trong bóng đêm xem nào. Night version đây. Rồi, đây là nhìn trong bóng đêm nhé. Chúng ta có thể soi được ở dưới biển không? Soi được nhưng mà nhìn nó cũng hơi fail. Nói chung là có thể đi ở dưới nước được. Ngon. Những bộ khác đi xuống nước bị điện giật, bộ này không bị điện giật. Hè. Chuẩn rồi. Ta mặc lại cái bộ này đi ha. Thì mình muốn nói đề cập ở đây nữa là cái bộ này nè, ta có thể làm lên thêm một bậc nữa. Yeah, bậc này là bậc mát 22. Sẵn mình làm luôn bộ mát này xong có mình sẽ đánh con Mozilla. Dẻo dẻo. Và Mozilla phải không? Chúng ta cần làm nhiều cái này nữa. Và chúng ta cần có đá nấu. Có đứa nào còn dư đá nấu không? Cái này là từ đâu ra? Đây nè, này là từ đá nấu ra nè. Chúng
ta chia sổ nó. Đây, mày chạy đâu cho thoát khỏi tay của bố. What the fuck. Đây. Nói. Xong. Bụp 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 9 cái. Bụp 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 12 cái. Ngon. À, ta cần cái Iron Black nữa. Đây này, Iron Black nè. Black Iron chứ lộn. Ờ, hình như cái thể loại đó thì làm theo kiểu khác. Làm mà kiểu này. Những cái miếng như này nè. Ok, giờ ta trả lại. Nhưng Iron Black này mình cũng nhiều, mình chưa có xài hết á. Không không. Cứ đem đại cái này đi, lỡ bị thiếu rồi sao. Giờ em ta coi kỹ nè, cái đầu trước ha. Ồ, còn có cái này nữa. Titan và sắt. I need more sắt. Fuck bitch. Fuck bitch. Đây vậy. Vậy. Cái này là được 3 thôi. Fuck bitch. Đây 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 đó này. Sao nữa, chờ một cái kính màu trắng này chứ, được nhậm từ bột xương. Ở đi tìm đâu ra có bột xương, ở đâu ra có bột xương thì mà chơi khó nhau mà. Ta có gray. Gray gray gray. Ok. Hên là mình cũng chuẩn bị rồi, cũng khá khá đồ rồi đó. Các bạn mà làm mà không có chuẩn bị đồ như mình ha, mà đi tạo hết những cái bộ đồ kiểu này á, ta nói bao mày nản luôn đó. Mát nản luôn á. Đây, chúng ta đã có được màu chúng ta muốn rồi đó. Rồi màu này thì chúng ta nên làm như này đó. Rồi chúng ta đã có cất vô những thứ không xài nữa, xong rồi ta làm cho nó thành cái kiểu này. Đờ phát hợi đầy con mẹ nó rương. Rồi quẩy thôi, kiểm tra lại lần nữa. Đậu mé, đậu mé mày gì phải không? Rồi gì phải không? Rồi gì gì phải không? Rồi cái đầu ở giữa phải chưa? Con có. Rồi phát nó có là War Machine 2.0 vô tô con suốt. Nghĩa là phiên bản này là phiên bản Machine 2.0 Prototype số gì đó. Rồi chúng ta làm tới cái áo xem nào. Đờ phát nó làm tới 4 cái này lận. Đờ phát chứ. Oh fuck, nó cần cái nhiều này. Fuck. Rồi chúng ta làm những gì chúng ta có thể trước cái đã. Lại lấy cung trên thoi. Đâu rồi? Đây đây đây, mày ở đây. Trời ơi, thiếu tùm lum la. Là 4 cây cung ấy. Làm 4 cây cung. Không biết có đủ slot không. Cái nữa. Chập chập. 1 2 1 2 1 2. 4 cây cung. Fuck. Không đủ slot trong người. Thôi chúng ta quăng đồ linh tinh ra đi. Chúng ta fuck. Chúng ta qua kia ta cất đồ bớt coi. Nhìn đồ mà nó oái oam gì đâu luôn á. Nhìn đồ mát nản luôn á. Mát sầu. Tiêu 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 sầu.
teo teo sâu, teo 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 sâu. Diamond và cái này. Và chúng ta cần làm thêm cái này. Và chúng ta cần phải đi đập đá. Mình có cái cúp ấy chưa không ta? Đây. Ta đập một ít đá. Shit man. Trời, một cục này hả? Một cục này đổi biết bao nhiêu thành đá nhỏ. Thật thật là ngu người. Cục này đổi biết bao nhiêu thành đá con. Ngu người. Vãi cả một cục bự. Ok, chúng ta sẽ đập hết cái đống này để lấy đá nhẵn. Đây, có cần phải nấu lâu, mình làm này cho nó nhanh. Lại nó cũng nhiều nữa. Một cục này nấu ra được một đống luôn, hiệu suất nó cao hơn. Nghe. Dầu vô. Cái hệ tập này cũng sẽ dài. Mình cũng không biết rõ, nói chung là cứ coi đi, cũng đâu có chết đâu. Này. Đá đỏ này. Cái này. Cái này. Đấy. Giờ chúng ta thiếu đá đỏ. Đây, đá đỏ trong người thì một đống rồi. Giáp. Giờ chúng ta thiếu que. Nắp. Chúng ta thiếu đá này. Bắt làm gì mà vẫn còn thiếu luôn á ha. Ta nói nó xài nhiều. Làm mấy cái bộ này nè. Chủ yếu là tốn quặng. Đờ phát luôn. Đúng là cái thằng Tony nó bao mày giàu luôn. Đi mai mà còn cực nữa. Mỗi lần xài thốn. Tạo một bộ đồ không. Ta nói hết con mẹ nó quặng. Nó là tạo điều kiện mà để đi mai mà. Má lầy vãi. Rồi ok. Ok. Đờ mẹ mày. Bây giờ chúng ta lại thiếu cái này. Ghê chưa? Ghê chưa? Xài sắp hết rồi đó. Fuck it. Đó, 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 đó. 26 luôn á. Ông đi vòng vòng đấy chứ vậy. Rồi, bập 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 bập. Làm 4 cái này phải không? Rồi cái khối diamond. Nắp. Fuck. Chúng ta phải lấy thêm đá cuội nữa để làm cái dispenser. Shit man. Sẵn là làm luôn đi. Sẵn rồi thì làm luôn. Thiệt luôn á, đúng tốn luôn. Bao mày tốn luôn men. Rồi chúng ta để đây. Đây và đây. Ba cái gì một nè. Đã phát gọt. Đù. Ngu người. Fuck bitch. Fuck bitch. Fuck bitch. Fuck bitch. Một. Hai nè. Còn cây cung nữa. Ủa. What? Nào có 4 cái lần mà. Đờ mơ. Còn que đây không vậy? Có chỉ đây không vậy? Fuck. Ngu người. Đây, đây. Ấy. Rồi đây. Rồi đây. Đây. Đó, chịu chưa? Đờ mẹ mày. Rồi tiếp tục. Dày. Dày.
Vậy rồi sao nữa vậy phải không? Mẹ mày, đủ 4 cái không? Con chó. Rồi chúng ta làm tiếp nào, cái áo thì như nào? Bụp. Ok, xong con mẹ. Chưa xong đâu. Phải đi mai. Ê, bậy. Còn đậu mé mày. Con tó. À, mấy cái này mình cất vô đi. Đậu mé nó. Coi. Ok chưa? The fuck. Fuck. Cái gì đây? Đó, vậy nó mới chịu đó. Rồi, mày lên hàng với bố. Rồi. Một này, hai nè. Mẹ nó cần chi cho lắm cái này vào vậy. Đó, đờ mờ mày. Vậy là chúng ta đã có được cái áo và cái nón rồi, chúng ta làm tiếp cái quần xem nè. Ok, cái thể loại này là gì đây? Vàng. Vàng kiểu này và hai cái này hả? Ok, easy. Giờ tiếp nữa màu đỏ phải không? Màu đỏ thì cái này với cái này gì? What? Ok. Màu đỏ. Rồi được rồi. Dễ, cái này dễ làm. Ngon. Nấp coi lại coi. Hai cái mảnh này tới màu đỏ. Rồi tới màu cứt chó. Đây. Ngon, tới cái nữa mình phải làm thêm. Đù. Cái thằng chó này nó tốn nhiều hơn. Bà nó. Rồi. Coi kỹ lại coi. Hai cái màu vàng nè. Cũng hên là vừa đủ. Chưa chắc đâu men. Ta phải làm cái cái này chở nó nữa. Làm thêm hai cái cung. Địt bà mày. Vãi tốn luôn á. Kỳ này thì lại tốn cái kiểu này. Shit. Rồi. Một nè. Hai nè. Đó. Đó. Giờ bụng mày chưa? Con mẹ mày. Rồi. Dắp. Rồi vô. Vậy đây không? Ở đâu? Cho kỹ lại con mẹ nó. Đây. Đây, hai cái phản lực vô cái chân. Nó xài đéo gì xài nhiều phản lực vậy. Này, chúng ta chiêm ngưỡng bộ đồ mới nào. Bộ đồ này chúng ta khăn lửa, sức mạnh cũng bay và đại khái là vậy, nhưng mà bộ này nhìn thấy đẹp hơn nè. Nhìn chân đồ ha, nó lành. Nó lành, nó lành. Bay được một vuông. Nhìn bộ này có vẻ đẹp hơn. Rồi chúng ta đi cất mấy cái đồ vô. Chúng ta sẽ quẩy con mô gì la la la. Bỏ đi. Có những lúc bỏ đi. Ok, chúng ta sẽ cất mấy cái. Ê. Wow, mình mai mình còn này nhiều quá này. Nhi đây con mẹ nó rồi. Cứ bỏ vô đi. Đồ mình cũng không có chạy đâu, sợ. Ê, cái này không có bỏ được. Đó. Thích thì đem ra mình xài lại. Rồi. Chúng ta chỉ cần lấy cái cây này thôi. Rồi. Ê, cần một cái này, một cái này. Bạn nói thì bây giờ mình sẽ đánh thử nó. Ta sẽ đi xa cái nhà ra đi. Mình không muốn đánh gần nhà đâu. Ừ.
Mình không muốn đánh gần nhà đâu. This not good. Okay. Not good. Chi nào? Ồ, có một cái lucky block này. Đập coi chơi, đập thử coi. Ồ, có beacon. Ngon. Beacon về làm đèn hiệu. Chập, 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 chập. À, nghĩ xa cỡ này là mình có thể đủ thông nó rồi đó. Ngay. À, chào anh bạn. Vô. Đâu? Mẹ. Mạnh vậy cha. Trời ơi, đồ của nó rớt ra kìa. Nấp, nấp, nấp. Nấp, 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 nấp. Ồ, mai đồ, mai đồ. Ồ, mai đồ. Nấp. Con này nó trâu quá, làm sao chơi. Nó quánh cỡ này đam luôn đó. Giáp cỡ này nó nóc một cái chết luôn. Không còn phải bàn. Vậy kìa. Ngu người chưa. Ngu người chưa. Để ta thử gì này, chơi cái này, chế độ sáng tạo. Rồi thông nó kìa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bơm máu kìa. Ôi trời ơi. Kinh nhờ. Trời ơi. Nam, Nam giáp cho khiếp vào. Đấy, giờ Nam được gì? Bây giờ nó thông cho test mồm. Không còn gì luôn. Đấy. Đấy, nát luôn cái máy luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái kiếm này mà quấn nó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mát nát. Làm sao để chơi với nó đây? Chơi chỉ có chơi chế độ sáng tạo mà thông nó thôi. Chứ giờ biết làm gì giờ? Gớt mất đồ. Ê, đúng rồi, chúng ta còn một con ác chủ bài nữa. Đây. Theo lẽ mình làm ra mình phải bỏ nó gì? Khối đây mình. Đậu má. Quýnh nó đi em ơi. Quá trời, bắt lắc luôn cái máy. Thôi mình làm lẹ đi, làm lẹ, làm lẹ. Mình lấy ra một cái khối diamond phải không? Nó ăn bằng diamond hay là bằng diamond ta? Thử đem thử cả hai đi. Đâu rồi? Của em, của anh đâu rồi? Em ăn cái gì? Ê, sorry em. Đậu mất. Rồi, 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 rồi. Rồi em tan con mẹ nó tành nè. Trời ơi, lắc luôn rồi. Con mẹ nó. Không, nó chết. Nó thù hàng với con này nè. Đấy. Đấy. To lên khác nữa. Kiên, cho mày ăn, cho mày ăn. To lên nữa là mấy cái tên lô nữa rồi đó. Đâu rồi? Ôi. À! Người. Mày đứng yên coi. Ta đéo thấy mày đâu. Ngu người, ngu người. Đi. Kiểu này sao chơi? Đi đi đi, đi ra xa. Nó sẽ theo mình. Đúng rồi. Nè, ăn đi, ăn đi. Mẹ mày. No. Không được đi lại gần nhà. Đi lại gần nhà là tự nghịch ngu. Nó nổ một cái một là nát. Trời ơi. Spawn Gachi. Ở bây giờ Cebu. Chầm chầm. Đâu rồi? Mày đâu? Đứng yên tại chỗ. Đó mày ăn đi. Ăn lên cho nó bự. Mày to được cỡ nhiêu đó thôi. Ừ. Mày phải to như này. Ok. Bạn thấy mình
cho nó ăn kim cương nha, nhưng mà mình có nhiều kim cương lắm rồi, không cần phải lo nha. Ai không cần phải lo mấy việc đó, mình chích cũng như không thôi. Ai, mình không muốn bị mất đồ. Ok, understand me. Rồi ta sẽ cưỡi con này đi lại đó, mình quậy thử xem nè, con này cưỡi được không mày? Anh bạn có cho mình cưỡi không mày? Đây cưỡi được nè, thử lại thông nó coi, thử cầm kiếm chích nó coi. Fuck, lắc luôn cái máy luôn. Ok, ok, bây giờ tập này mình sẽ dừng tại đây nha, cũng 40 phút rồi. Quánh con này không biết chừng nào nữa. Bây giờ mấy bạn cho mình biết cái giải pháp làm sao để quánh được con Mozilla đậu phộng, chứ mình tạo cái bộ giáp mới rồi mà thông nó vẫn không chết, và trong khi đó nó làm nổ mình banh cái mộ, hên là đồ vẫn còn. Ok, xin chào tất cả các bạn, bộ lộn, chào tạm biệt các bạn, nhớ like, subscribe và share video của mình nhé. Ok, bye. Fuck.